tỉnh Gia Lai có diện tích gần 98.000 hecta cà phê, còn tại Kon Tum có diện tích khoảng 30.000 hecta cà phê. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho mùa vụ quan trọng nhất trong năm được bà con nông dân cùng các hợp tác xã trên địa bàn chủ động triển khai. Hiện giá cà phê đang ở mức cao, cộng với năng suất cà phê dự kiến cũng tăng cao so với năm ngoái, nên bà con rất phấn khởi. Hợp tác xã là vận động bà con là làm sao được và thành viên tổ liên kết thì hợp tác xã hứa sẽ mua với giá cao, thì cà phê chín 80% đến 90% hỗ trợ thêm một tấn là 800.000. Phân bón đắt, nhưng nếu mà cò mà ở trên 9.000 thì dân nó có đồng lại, nhưng mà dưới 9.000 thì dân cũng vất vả. Nhìn thấy tạm tạm ổn nhưng mà chưa hại thì chưa biết được. Cùng hy vọng là nó sẽ được. Nhằm nâng cao chất lượng cà phê Tây Nguyên, niên vụ cà phê năm 2022-2023, bên cạnh việc khuyến khích nông dân thu hoạch quả chín, ngành chức năng các tỉnh Tây Nguyên sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp kinh doanh cà phê ép giá người sản xuất, đồng thời tăng cường kết nối với các doanh nghiệp xuất khẩu, đảm bảo bao tiêu sản phẩm cà phê với giá cả ổn định. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân phải thu hoạch cà phê và đảm bảo tỷ lệ quả chín đến 95% và ưu tiên thì sản phẩm xuất ra ngoài địa bàn là sản phẩm cà phê nhân. Ngoài ra kêu gọi các hợp tác xã liên kết như người dân để nâng cao cái việc chế biến sâu sản phẩm đầu ra. Công tác triển khai liên kết sản xuất cũng như là việc báo tiêu thu mua sản phẩm cà phê cho bà con thì được huyện đặc biệt quan tâm. Thì năm nay huyện thì tiếp tục sẽ đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp cũng có cái liên kết thu mua thông qua các đại diện của nhân dân ở đây là có cả hợp tác xã. Trước mùa vụ thu hoạch quan trọng nhất trong năm, sự chủ động kết nối sản xuất, xây dựng phương án thu hoạch thu mua cà phê hợp lý, được kỳ vọng sẽ đem lại một vụ mùa bội thu cho nông dân Tây Nguyên.